mà biết thì cứ nhắm. Giờ mình đã qua đây rồi, mình phải làm để làm riết cho tới một ngày. Bây giờ nghỉ hưu rồi thì mới là giật mình thôi. Thì trong khi đó mình còn ở đây thì mình biết những cái gì, mình quay được những cái gì mình muốn chia sẻ tận tình cho các bạn biết chưa. Không, ở ngoài này ở đường đi thì mình đi trên đường thì mình thấy sao mình nói vậy, chứ mình cũng không biết làm sao ha. Cái này thật tình mà nói đó, cái con đường này bây giờ đi tới cái chỗ mà ở Á Châu chợ Á Châu còn nó phải đi bộ vậy các bạn. Rồi mới qua nó như mình ở trên trời dưới đất, mình không có biết đó, chỗ nào là chỗ nào. Ở trong này hình như nó cứ mỗi năm là Tết người Á Châu nó tổ chức có chùa đền gì trong đó đó, mình cũng chưa bao giờ vô trong đó nữa. Thì cúng thì mình nghe nói vậy, mình chưa vô. Thì để mà có dịp thì mình vô, mình cái dịp mà Tết mình, nếu mà mình còn ở đây thì mình quay cho các bạn để chia sẻ cho các bạn đó. Bông hoa anh đào nè các bạn, trên đường cũng đẹp ha. Thành ra mình giờ mình vô cái phim mê đường phố thành ra mình cũng rất là mê. Giờ mình được nói chuyện với các bạn mình quay như vậy. Nó có vừa, nó vừa có nhiều cái áp, ở đây thì cái áp bậc tâm ân nó không có cổ kính như ở Paris. Cái này nó xa Paris cũng không biết bao nhiêu, mình đi nãy là cũng 15 phút á, ở dưới đường hầm đó. Một bông à, bông đẹp ơi là đẹp. Cái này hôm nay mưa nha, nếu mà không mưa nắng thì đẹp cỡ nào nữa. Giờ mình qua đường vắng tanh đó, lại là bông hoa anh đào nữa. Mà cái này nó cái màu nó không có nắng thành nên nó hơi nhạt nhạt. Này không biết Việt Nam trồng được không, này chắc Đà Lạt mới trồng được thôi đó. Mình cũng mê thành ra mình cũng đi phim cho các bạn thôi. Ở nhà là ai là có cái cây bông trước cửa này chắc thích lắm ha. Rồi bắt đầu có cái tiệm tàu đây rồi, này gần tới cái khu rồi đó. Cái tiệm này là tiệm sách đó. Sách cho người Á Châu đó, Covid. Mình giờ đang đứng trước cái đường này, mình cũng không biết cái đường đó là đường gì nữa đó. Còn cái chỗ này, cái nhà hàng này giờ đóng cửa rồi, hồi đó mình có ăn ở đây đó. Cái chỗ này là Covid thì nó cho người ta ra ăn ngoài này để cho nó bớt cái lượng khách ở trong, nhưng mà bây giờ nó lại đóng cửa cấm luôn. Chứ mỗi lần thì khu 13 đông lắm. Mấy cái xe này là để cho người dân, ai cần thì bỏ cái cạc vô mình mua rồi mình đi đó. Tiệm đóng cửa nè, đây là tiệm phở nè, thấy không các bạn, giống như là khu chết nè. Là phở nè, phở rồi đúng rồi. Mình này có phở mùi, có cửa mùi ở trước cửa bên tay phải. Còn bánh mì Khai Trí cũng là nổi tiếng ở Paris đó. Ở tiệm này bán vịt đó. Người ta thì mới bắt đầu là cũng đi đó. Cái đường này là tất cả người Á Châu bên Pháp họ đều biết Avenue de Ivry.
Đó, trước đó là phở Hòa, phở Hòa Sài Gòn. Ở cái kia là phở bamboo, phở mông. Đó, cái đó là người Việt bán, còn cái này, bên này là người Tàu bán. Đó. Đây. Còn cái đây là cái nhà hàng này nha. Mình cũng có ăn rồi thì cũng nói ngay mình ăn ở đây là cũng ăn thôi, chứ thật ra nó ngon, nó không bằng ngon như bên Việt Nam đâu. Việt Nam mình về Việt Nam thì thôi, ăn đồ ăn Việt Nam công nhận mấy chị, mấy anh, mấy bác ở bên đó làm đồ ăn ngon, cái gu của người Á Châu. Còn đây nó tùm lum hết. Ở đây nó tùm lum, nó trộn lộn. Thành ra nhiều khi mình đi ăn mà mình hỏi ơi, nhưng mà mình cũng đâu có biết. Thì lúc đó mình mới rút kinh nghiệm là mình không tới nữa thôi. Chứ ở Việt Nam mình về ở đường Trần Hưng Đạo có một cái quán phở bình dân thôi. Rồi ở cái cầu đó có bán. Ngon ơi là ngon luôn. Mà lại rẻ nữa. Bên đó có bán có hình như là 35.000 một tô hồi cách đây năm. Năm nay không biết có lên không, cái đó mình không biết. Ở đây một tô phở nó tới 8-9 đồng lận. Đó, còn ở đây là một cái market của người Tàu bán. Mỗi lần thứ bảy thì đông lắm, sao hôm nay hơi vắng à. Đó, còn mấy cái áo bọc tôm ong nè. Đây là toàn là Á Châu ở không. Ít, cũng có người Âu Châu nhưng mà chắc kiếm à, chắc cũng ít à. Không biết là nó bao nhiêu tầng mình cũng không, mình không có biết, nhưng mà ngồi nhìn cũng mỏi cổ à. Còn mấy cái thùng ở trước đó là đủ loại thùng hết, ví dụ như thùng mà bỏ vô cái chai nè, bỏ quần áo nè, bỏ bịch rác thải nè, bằng giấy nè, bằng ni lông quần, nó phân biệt vậy đó. Thành ra mấy cái này thì nếu Việt Nam sau này mà làm thì rất là tốt. Môi trường ô nhiễm nó bớt đi, tại vì một cái nhựa nó người ta nó không có tan, nó phải bao nhiêu năm nó mới tan, thì nó bây giờ nó làm như vậy đặng nó gom lại, rồi khi mới về tới một cái chỗ mà đại lý của nó làm á, thì nó phân hủy bằng cách nào đó mình không biết, nhưng mà đại khái là như vậy để cho nó dẹp môi trường bớt ô nhiễm. Thì với lại bây giờ Việt Nam mình cũng đã tiến triển cũng rất là học hỏi nhiều, thì nội mà về cái môi trường mà như Rùa Lính Đen, Việt Nam, Anh Hùng, chị Trang, Linh, mới các bạn, thì đã là một phần đã góp tay vào cho đất nước, đã làm sạch cái môi trường. Mình thì mình không có phải chuyên nghiệp, không biết gì bà già mà, thì thấy đâu nghĩ sao nói vậy thôi. Đó, giờ đây mình đã tới cái khu vực của người Tàu mà sống. Đó, bắt đầu là nó cũng hơi lúc nhích. Thì đó, trong kia không biết cái gì, à nhà boss, cái dàn dàn trong đó là nhà của gửi thơ. Cái máy của mình nó báo là còn có 10 giây. Thành ra mình quay chắc không đủ quá, không kịp quá. Đó, không kịp thầy kệ nó. Chừng nào nó ngưng thì mình cũng xin tạm chào tạm biệt các bạn, các anh chị, và xin mọi người cố gắng.